Sing live. Xin mời các bạn thí sinh của huấn luyện viên Lô Lô. Xin mời huấn luyện viên Cung Tý cùng nhóm thí sinh của mình đến với sân khấu. Kính thưa quý vị, và cái thể lệ như thế này, đầu tiên chúng ta sẽ chọn ra một nhóm thí sinh mà quý vị cảm thấy là quý vị yêu thích nhất. Thì bây giờ em xin những tràng pháo tay sẽ là số điểm của tất cả quý vị nha. Đầu tiên, những tràng pháo tay dành cho huấn luyện viên Cung Tý. Nhóm thí sinh của huấn luyện viên Kim Lai. Diễm ơi, Diễm, thằng ông nội. Và những tràng pháo tay cho nhóm thí sinh của huấn luyện viên Lô Lô. Thank you. Dạ, rất là công tâm thôi, mời anh loại. Và theo như cá nhân của Tuân và cũng như là tất cả mọi người đều thấy, thì xin chúc mừng nhóm thí sinh được yêu thích nhất. Và xin được buồn bã loại đi nhóm thí sinh của huấn luyện viên Cung Tý và mong là sẽ gặp mọi người ở những vòng thi sau. Xin được buồn bã. Xin được buồn bã. Ok, lui con đi. Mình lội rồi. Trời ơi, lội mà vậy đó. Ok. Trời ơi, giống đạo không. Trời ơi. Cùng các thành viên trong đội của mình. Và sau đây chúng ta sẽ chọn ra đội được yêu thích nhất trong hai đội còn lại đứng trên sân khấu này. Xin mời các tràng pháo tay dành cho các thành viên của đội huấn luyện viên Kim Lai. Vỗ tay. Cái gì mà vô duyên vậy? Cái đội bà bây giờ hãy gọi bà im đi. Thì cái này ta kêu vỗ tay. Và tràng pháo tay cho các thành viên của huấn luyện viên Lô Lô. Dạ đội lại lỗi. Kết quả khá rõ ràng và xin hẹn gặp lại các thành viên của huấn luyện viên Kim Lai. Quá cái cơn. Trời ơi. Trời ơi. Cái máy của tôi mà không hối được thành cái nào. Thank you. Kính thưa quý vị, và giải thưởng này chỉ xin có mời một người đội bảo vệ ra hỗ trợ cho. Dạ, cho em xin hội ý cái nhóm em trước. Tại vì nếu mà đúng ra thì cái giải là chỉ cho có một người thôi. Thì bây giờ mấy chị em là mình muốn ăn chia hay là mình hốt một mình? Một là chia. Chia. Ăn mình đó. Chị. Hai người kia khỏi hỏi, ba người với hai. Lô ơi, thật ra Lô, theo cá nhân của anh nghĩ á, giải thưởng của mình còn khá nhiều vì mình còn đêm chung kết nữa. Và một cái cuộc thi á, nó gay cấn ở chỗ là nó hồi hộp. Ok. Và nếu như giải thưởng mà chia đều ra tất cả như vậy á, thì nó không còn gay cấn nữa. Không, nó gay cấn được khúc nào hay khúc đó mày ơi. Em xin lỗi chị. Nè chị, thí dụ cái gì mình làm được mình làm liền, cái chuyện mình đâu có biết được là mình có tổ chức chung kết được hay không chị. Mày im đi, tại sao không mày nói điểm xui mày tới sân khấu tao mới đang hết quá tao. Bây giờ anh nghĩ là cứ công bố giải thưởng trên sân khấu và muốn chia thì bọn mình chia sau ở sau cánh gà. Dạ, cho em hỏi là cho em nói là phần thưởng thì mình sẽ tính sau đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ mình tính sau với hai con linh vật cái này ạ. Vậy là sao ạ? Ok, tại vì phần thưởng là đã có rồi. Có nghĩa chia là mình móc rồi mình chia liền đó. Rồi cái này xin ý kiến tiếp nè. Hỏi chị Quyền bị lỗi rồi, hỏi làm gì? Nhưng mà chị còn đang trong top được khán giả yêu thích nhất tối đêm nay của nhóm Lộ Lộ. Nhưng mà theo Duy Quyền á, thì chị em là diễn hòa Duy Quý. Tất cả mọi thứ nói là thật sự luôn là chia. Dạ. Yeah. Mình chia. Thật sự bây giờ em nói với vị nghe là tiền bạc chỉ là chính thôi,
mà tình nghĩa là 10 nhưng mà chia nó còn cao hơn nữa vậy. Thành ra là chị em 5 người chia nhau ai cũng có cái nụ cười đó, thấy không? Đúng rồi quý vị. Ok, chúc mừng team của Lộ nha. Rồi giống như là khi mà mình đã thống nhất là như vậy, nhưng mà phải có một cái danh hiệu để cho mà các bạn sẽ có một cái động lực, một cái niềm tin để bước thẳng vào vòng trong nữa. Chính xác rồi. Ok, xin mời Tuấn. Thấy chưa? Và xin mời các tràng pháo tay của mọi người dành cho thí sinh Phi Thanh Vân Lão. Tiếp theo là thí sinh Lumi. Tiêu Minh Phụng thì sao ạ? Thí sinh Cẩm Nhung. Và dành cho chị La Kim Quyền. Dạ đó em thấy là bây giờ anh sẽ tự làm khó anh, bởi em nói chia rồi mà anh cứ đều hết trơn, thấy không? Ai cũng được nha. Thôi bây giờ mình sẽ chia trong team nha. Và chúc mừng cho team Lộ Lộ thì chúng ta đã thắng nhất tuần này. Thank you. Thưa quý vị, và đêm thi bán kết của The Final rồi Lotto Sài Gòn Tân Thời đã hết. Ngay bây giờ sẽ là thời khắc dành cho tất cả quý vị còn đang ở lại với Sài Gòn Tân Thời. Ai sẽ là người may mắn nhất nhận qua một phong bì 1 triệu đồng? Em xin một chàng trai sẽ bước lên quậy và xin mở trắng.